Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ tại Nam California, giới trẻ Mỹ gốc Á và gốc Việt triển lãm những tác phẩm mỹ thuật phản ảnh cảm nhận, sự kỳ thị màu da và cuộc sống của họ ở Mỹ tại Little Sài Gòn, nơi có đông cư dân gốc Việt sinh sống nhất trên thế giới ngoài Việt Nam. Rất khó để nói thành lời những tổn thương mà bạn trải qua, cho nên mỹ thuật có sức mạnh mở ra cuộc đối thoại đó. Và đôi khi cũng rất khó để làm sống lại những tổn thương đó bằng lời nói. Thỉnh thoảng, nó phải được biểu đạt qua thơ ca, qua nghệ thuật, qua âm nhạc và qua cách kể các câu chuyện trên sân khấu. Một cách tương tự, một cuộc triển lãm mỹ thuật có thể làm điều đó. Cuộc triển lãm Yellow Submarine Rising đưa những hình ảnh tưởng như là bình thường trong cuộc sống của người Việt ở Mỹ, nhưng lại mang nhiều dấu ấn và sắc thái đối với những người Việt xa cội nguồn, quê hương, những người mà khái niệm về quê nhà và bản sắc danh tánh có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với họ. Những bức tranh này chụp từ các cộng đồng ở New Orleans. Tôi nghĩ đối với người Mỹ gốc Việt ở California, họ thường nghĩ chỉ có nơi đây, đây là Việt Nam ở California. Nhưng người Việt ở khắp nơi trên toàn nước Mỹ. Đối với những người Mỹ gốc Việt, bạn không thể có được những nguyên liệu Việt Nam khi bạn vừa đặt chân tới đây, cho nên họ phải tự trồng lấy. Những người Việt Nam trong khu vườn của họ, bởi những gì họ gieo trồng có nguồn gốc từ Việt Nam, nên họ nghĩ họ đem Việt Nam qua Mỹ. Nhiều khách tham quan trẻ đến tham quan triển lãm, thán phục tài khắc họa điêu khắc tỉ mỉ của các nghệ nhân, nhất là khi những chi tiết bộc lộ được sự thâm thúy của trải nghiệm cuộc sống và lịch sử kỳ thị đối với người da màu tại Mỹ. Mỗi một tác phẩm, từ những tấm hình, tấm giấy được cắt tỉ mỉ, chúng đều nói lên một thông điệp một cách thẳng thừng. Đặc biệt, cái này chiếm được sự chú ý của tôi tại cuộc triển lãm. Một ảnh chụp màn hình của một cái điện thoại về một cái quảng cáo của công ty Walmart giao bán tranh vẽ những người phụ nữ Nhật sống trong các trại tập trung ở Mỹ ngay trước khi họ bị bắt. Nó cho thấy mức độ khoảng cách của con người đối với lịch sử thực thụ. Có 7 họa sĩ, nhiếp ảnh gia và nghệ nhân trong cuộc triển lãm Yellow Submarine Rising. Khoảng 60 tác phẩm từ triển lãm này sẽ được đưa lên trang mạng của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ VALA để khách phương xa thưởng thức sau khi cuộc triển lãm trực tiếp này kết thúc.